Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Bí ẩn song sinh, và bây giờ sẽ là vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ai hiểu ai hơn. Và bây giờ thì theo Hải Yến thì mình sẽ để cho đội nào chơi đầu tiên? Em muốn xem đội của Minh Anh và Hoàng Anh. Và Hoàng Anh chơi đầu tiên. Sẵn sàng nha. Dạ. Và để cho tăng thêm phần kịch tính thì Hoàng Rapper cũng với Hải Yến sẽ tặng cho mỗi đội 20 điểm để làm quà. Và hy vọng là chúng ta sẽ nhân lên rất nhiều lần số điểm này, đừng để bị trừ điểm rất uổng. Và hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra được những manh mối cho thật khớp cùng với người bạn của mình nha. Dạ. Nào, bây giờ xin mời Hải Yến đếm hiệu lệnh từ 3 cho tới 1. Các con chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Nhìn nhìn đúng rồi, à ha, làm gì ta, giống ốp bà cẩn năm xoài của ta. Thôi, lấp ốp hình xuống, đúng rồi, để theo thứ tự 1, 2, 1 nha. Đến lượt con, đó, ấy dạ, ấy dạ, chặt diễn diễn khéo quá. Làm gì quá, ngôn ngữ hình thể như diễn viên luôn, ghê thiệt, ghê thiệt. Rồi, sao cái chất quốc lên. Nào, con tả gì nè, con tả gì nào. Cha cha, động tác gì đây? Rất là nhanh, chỉ vài giây tích tắc thôi là các bạn có thể diễn tả xong xuôi cái hình ảnh của mình. Đến con tả cho chị, đến con tả cho chị nào. Đó, đó, làm gì, làm gì nè. Quăng ném mà quăng, quăng gì vậy ta? Chà, tò mò quá. Không biết là các bạn có trùng khớp ý nhau hay không? Gì nào, gì nào? Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, nhìn kỹ nha. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Trò chơi kết thúc. Rất tốt. Không biết là có trùng khớp hay không? Mình lên kiểm tra. Chính xác. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Trùng khớp chính hay quá. Một tạc. Một ba, hai ba. Trời, kéo co đúng tạc luôn. Tạc luôn. Một hai ba. Ông già ông già Noel. Hóa ra là giác cái bị à. Hay quá nha. Một hai ba. Quăng vời. Lưới đúng quá không? Quá thông minh luôn á. Cái một, cuối cùng. Một hai ba. Không trùng khớp rồi. Cái này cô nhớ là con Minh Anh là người tả đúng không? Minh Anh tả, cô nhìn rất rõ này, Minh Anh tả như này. Đúng không? Đúng không? Yeah. Con nghĩ sao mà bây giờ con bên kia tả là có cái chóp ở trên mà con nghĩ tới cái nhà. Này nghĩ ngôi nhà là phải có cái này cho nên là chị tả này con. Ủa? Tưởng là cái này. Trời ơi, uổng không mà cái nhà này có cái máy đâu. Có cái sân thượng không hả? Uổng quá hả? Như vậy là mình bị không trùng khớp rồi. Dạ. Yeah. Chúng ta bị trật hết một đáp án rồi. 4 đáp án trùng khớp cộng 40 điểm. Một đáp án sai, bị trừ đi 10 điểm là còn 30. 30 cộng với 20 điểm tặng là 50 điểm. Chúc mừng hai con. Dạ. Có bí quyết gì không? Mình chia sẻ với đội bên kia. Đội bên kia dù sao cũng là chân yếu tay mềm á. Hoàng dạ, Anh sẽ nhìn sự ga lăng của mình nè. Nhìn hình sao thì mình làm giống vậy thôi. Nhìn hình sao mình làm giống vậy. Đó, thí dụ như hình này đi, chú làm con diều được không? Dạ không, chú làm con diều nó khó diễn lắm chứ. Ờ ha. Giờ chú cầm cái dây này, sau đó chú chạy đi, nó sẽ dễ đoán hơn. Hay quá, cảm ơn tinh thần rất là công bằng và công tâm của hai bạn để có thể chia sẻ lại bí quyết dành cho đội còn lại.